Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu bằng một loài nã nữa. Nói chung là em hầu như là em nhập những loài nã nào mà nó đây đấy, khi nhập về là nó sẽ có một bộ này này, một bộ gồm một cái tủ trong vịt thế này này và một cái nã này này đấy. Hầu như những cái bộ nã thì em nhập về hầu như nó sẽ có những cái vạt này hết này, mọi người thấy không, vạt này miếng này đấy, sẽ có cái loại vạt này để khi nào mình kéo thún này thì mình sẽ quan sát được như thế này đấy, quan sát được cái điểm nhám này là đúng không. Ở trên thị trường sẽ có những cái loại không có đấy, thì em hầu như nhập những loại này thì tại vì em chơi nhiều thì em biết những cái nào nó tối ưu ấy thì mình ngắm bán ấy, thì em sẽ nhập. Thì cái như cái loại này á đây, còn thấy không đó, cái này và điểm ngắm bắn nhìn thấy là nhìn thấy rất ok và là để rất điểm vạt này, hầu như não bây giờ toàn là cái vạt rất quan trọng của hai nữa đó. Thì khi mình hầu như là em mua những cái loại não mà để gai xuống nuốt, gai thì không buộc và là mình vàn nuốt này, khi nào mình đứt thúng này thì mình mở ra đấy, mình mở ra mình cắt sàn đó mà đấy, bảo thầy hứa không, bỏ cái thúng vào mặc bàn lại, gọi là cái sự thái thúng ấy thì mất khoảng chưa để một phút đâu thì đã xong rồi đấy. Cái nào của nó đây, còn giá cả thì các bạn click vào cái trong web của bên em nhá, thì em sẽ bỏ cái giá cả đấy đấy. Rất đẹp, thì cái ưu điểm thứ hai nữa như cái nó bên em nhập ấy, thì hẳn sẽ có cái ú này, với là nó có một cái sự bảo bọc đây, thì khi mình ngắm bán này, mình ngắm bán á thì hẳn sẽ cái ú này sẽ nằm ở cái điểm hòm của mình đây. Thì vì sao họ thiết kế này, tại vì họ là ở bên Trung Quốc họ là nghĩ gì ra thôi, tại vì ở đoạn này là nó bị hòm đây. Khi mình ngắm bán cầm này này, nó rất là êm và cầm rất là gọn tay luôn. Và cái đoạn này là các bạn trong nó cái video của tôi đấy, để bỏ cái ú này này. Đó, các bạn rất là chắc chắn, rất là ok luôn. Ở cái này thì ở trên anh em bán rất là nhiều, nhưng mà giờ đắt đấy. Mình thấy anh em hắm chơi cái này thì mình nhập về bán cho anh em một đôi lời, không đâu là báo đấy. Anh em cứ nói mình nha, gọi là ủng hộ mình nha đấy. Còn thấy không này, quay và coi vào mà này, rất là chuẩn luôn. Được rồi nha.